quay trở lại với An Nguyễn Phi Channel và quay trở lại với video chìa khóa để có sống mới phần 2. Và như ở video trước thì chúng ta đã phải ở nhà để tính toán kỹ lưỡng cái lượng calo, lượng macros mà chúng ta cần nạp. Còn hôm nay thì chúng ta sẽ đi ra ngoài tận hưởng không khí trong lành của New York và đi chợ. Và cũng là hôm nay mình cũng dùng cái camera mới này để xem nó thế nào. Các bạn góp ý cho mình nhé. Nào, let's go. Và hôm nay thì chúng ta sẽ shopping theo từng hạng mục một. Và đối với hạng mục đầu tiên là carbs thì mình muốn giới thiệu cho bạn cái nguồn carbs mà mình ưa thích nhất, đó là khoai. Và nhá, ở Việt Nam mình ấy thì có cái loại khoai lang này, thì ở bên đây người ta có gọi là sweet potato, nhưng với cái ở bên này người ta có thêm một loại khoai nữa là jam. Cái vị nó khác nhau một chút thôi ấy, nhưng mà mình vẫn thích ăn cái loại khoai của Việt Nam hơn. Và đây cũng là một trong những cái nguồn carbs chính của mình, kết hợp với là gạo lứt và khoai lang đều là những cái nguồn carbs tiêu hóa chậm cả. À, mình phải nói cho các bạn là carbs hay tinh bột đấy, nó có hai loại là carbs tiêu hóa chậm và carbs tiêu hóa nhanh. Thường ấy thì khi mình diet giảm xuống ấy, khi mình muốn siết mỡ ấy, thì mình sẽ dùng ăn kiêng và với những loại tinh bột chậm ấy. Còn với những cái loại tinh bột nhanh ấy thì nó có sẽ rất nhiều, có cái lượng glycemic cao hơn rất nhiều và lượng đường nữa, nên là khi chúng ta ăn càng nhiều thì nó sẽ càng tích mỡ cơ thể của chúng ta. Và mình vẫn dùng cả hai các loại tinh bột chậm và tinh bột nhanh ấy. Cái tinh bột nhanh ấy mình sẽ dùng là sau bữa ăn, vì lúc đó nó sẽ cung cấp lại cái lượng glycogen cho mình để giúp cơ tổng hợp glycogen cho cơ sau khi chúng ta tập rất mệt, rất là khắc nghiệt như thế, thì cái lượng đường trong máu của chúng ta sẽ được bù đắp lại lúc đấy. Và nguồn carbs tiếp theo mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là gạo lứt. Đây là nguồn carbs mình khá là ưa thích, và đây là cũng là nguồn tinh bột tiêu hóa chậm. Còn với gạo tẻ ở nhà chúng ta thì là nguồn tinh bột tiêu hóa nhanh. Và như các bạn biết thì ngoài tác dụng của ăn kiêng để giảm mỡ này thì nó còn rất nhiều chất dinh dưỡng, và đồng thời nó có thể giảm khả năng chúng ta mắc rất nhiều bệnh như là béo phì hay là những cái bệnh liên quan đến đường ruột của chúng ta. Nhiều người ấy thì người ta thường hay loại bỏ carbs ra khỏi chế độ ăn của họ ấy. Nhưng với bản thân mình ấy, carbs là một cái nguồn cung cấp năng lượng rất quan trọng với mình, và đồng thời ấy, thì nó có thể giúp cho mình là tăng cái sự trao đổi chất của bản thân mình nữa. Và với lại nếu các bạn tính toán kỹ lưỡng như hôm trước mà mình đã đưa trên video ấy, thì các bạn vẫn có thể đạt được kết quả tốt nhất mà chúng ta vẫn có thể ăn carbs vào không sao hết. Và một tips nữa nhá, mình muốn nói cho các bạn đó là trước khi đi siêu thị ấy, thì chúng ta nên ăn gì đó đi. Tại vì sao? Vì khi chúng ta đi siêu thị mà chúng ta trong cái bụng đói thì nhìn đồ gì này chúng ta cũng thèm, chúng ta cũng muốn tiện tay chúng ta lăn luôn, thế là xong. Ok, và nguồn carbs tiếp theo mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là yến mạch. Và ở đây một cái loại yến mạch mà mình rất là hay mua đó là Quick Oats, và mình thường mua gọi là cả một cái hộp to như này để mình ăn ít nhất là trong cái chương trình mình tập hoặc là ít nhất là một tháng liền. Và đấy thì cái trong một cái trong 100 gram yến mạch này thì nó có 16 gram protein, 64 carbohydrate và có 3 gram chất béo thôi. Cái cách mà mình nấu yến mạch ấy thì cách mình lười nhất ấy thì mình chỉ bỏ bát này, bỏ nước vào xong lại bỏ vào vi sóng, thế là xong thôi. Còn cách thứ hai thì các bạn có thể hòa với trứng để rán lên ăn rất là ngon, mình luôn ăn vào mỗi buổi sáng. Hoặc là cuối cùng là mình thường hòa với whey ấy, xong rồi mình cho thêm một vài cái hoa quả vào nữa, cách đấy là ăn mình thấy ngon nhất đấy. Và tuy là ấy, mình không thích cái carbs này lắm, yến mạch này lắm, nhưng mà mình không bao giờ loại bỏ nó ra khỏi cái chế độ ăn của mình cả. Vậy nên các bạn phải thấy nó quan trọng đến mức nào trong cái chế độ ăn của mình, đúng không? Vậy là đã xong với nguồn carbs, và bây giờ thì chúng ta sẽ để sang nguồn thức ăn thứ hai, đó là protein. Thì mình muốn giới thiệu phần nguồn đầu tiên của protein, đó là bò, loại thức ăn mình ưa thích nhất. Và khi mình chọn thịt bò nhá, thì mình sẽ chọn những cái nguồn thịt ấy mà gọi là lean nhất, như là phần đùi này hoặc là phần thịt thăn ấy. Đây là những phần thịt lean nhất, nạc nhất và ít mỡ nhất, giúp chúng ta tránh xa khỏi cái lượng mỡ thừa mà chúng ta phải nạp vào cơ thể ấy. Và với 100 gram ấy thì nó sẽ có 21 gram protein và 9 gram chất béo. Đây chỉ là những con số mà chung chung ấy, tại vì là từng phần của bò nó sẽ có những cái chỉ số nạc và chất béo khác nhau, nên là mình sẽ chỉ dựa vào cái con số đấy để mình tính chung ra thôi ấy. Nguồn protein thứ hai mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là cá. Và ở đây ấy, mình thường hay sử dụng hai loại cá, đó là cá hồi và cá rô phi ấy. Cá hồi ở đây thì nó hơi đắt hơn một chút, nhưng mà nó rất là tốt cho mình. Tại vì sao? Nó có chất béo omega 3 ấy, là một chất béo rất cần thiết cho cơ thể chúng ta. Và đôi khi ấy, thì mình cũng thay đổi sang sử dụng cá rô phi nữa. Và cá rô phi là một
nguồn cá rất là ưa thích của mình. Vì sao? Vì một là nó vừa rẻ này, hai là nó không tanh. Bản thân mình không phải là fan của đồ hải sản ấy, nên là cá rô phi không tanh và rẻ luôn là một trong những cái top sản phẩm mà mình luôn sử dụng để cung cấp protein cho cơ thể của mình. Và như các bạn biết là ở trong hai nguồn cá này nó đều có 20 gram protein trong 100 gram ấy. Nhưng mà ấy, lượng chất béo trong cá hồi, trong 100 gram cá hồi là 3,5. Nhưng mà với cá rô phi ấy, nó chỉ là 1 mà thôi. Và một điều nữa là khi mà mình, kể cả mình tập tăng cơ hay giảm mỡ ấy, thì mình không bao giờ đụng đến những loại thịt nguội này hay là những đồ thực phẩm đóng hộp ấy, vì nó rất nhiều cái chất bảo quản ấy, không tốt cho cơ thể ấy. Mình thì mình thường gọi là prefer chọn những cái thực phẩm nào gọi là tốt cho sức khỏe hơn, tại vì mình cần một sức khỏe tốt mà, mình đâu cần gọi là cái gì nhanh đâu, đúng không? Ok, loại protein tiếp theo nữa mà dân tập gym ai cũng biết đó là trứng. Ở Việt Nam thì trứng có vẻ khá là đắt so với cái giá thành chung ấy, nhưng với ở bên Mỹ của mình ấy thì cái giá trứng này nó rất là rẻ so với những cái thực phẩm xung quanh mình ấy. Nên là mình thường lấy cả một cái hộp to này này về và ấy, mình thường là lọc hết lòng đỏ ra. Tại vì sao? Cái lòng đỏ nó rất nhiều chất béo và cholesterol, không tốt cho sức khỏe đâu. Nhưng mà ấy, cùng lắm là mình chỉ ăn tối đa 2 lòng đỏ một ngày thôi. Và nguồn protein cuối cùng mà mình muốn chọn đó là thịt gà. Và ở đây ấy, ở phần thịt gà thì mình chỉ có chọn là ức gà thôi, mình sẽ không chọn phần đùi, phần cánh, mà mình chỉ có lấy ức gà tại vì nó là phần thịt lên ly nhất và nạc nhất. Và trong 100g gà ấy, thì nó có tầm 23g protein liền. Hình như cao nhất đấy, cao nhất trong các loại protein mà nãy giờ chúng ta mua đúng không? Và ấy, có một điều là mình rất là phẫn nộ là ở Việt Nam mình ấy thì cái phần ức gà thì nó rất là rẻ, còn phần đùi này với phần cánh ấy là gọi là phần thịt đen ấy, nó rất là đắt. Nhưng mà sang bên này ấy, thì những cái phần thịt đùi này hay là thịt đen ấy rẻ ơi là rẻ, còn cái phần thịt trắng này chả hiểu sao nó rất là đắt. Vậy nên ấy, các bạn ở Việt Nam hãy tận dụng cái điều này đi. Và nhớ nhá, thịt nguồn protein rẻ đó là ức gà và cá hồi như lúc nãy mình nói ấy, tận dụng nó đi. Còn với cái nguồn protein cho người ăn chay ấy, thì các bạn có thể chọn những cái nguồn như là đậu phụ này, hoặc là sữa đậu nành này, hoặc là các loại hạt, hạt diêm mạch này, hạt yến mạch này, hoặc là các loại đậu như là đậu cô ve, đậu Hà Lan này. Các bạn có thể search rất nhiều các nguồn đấy trên online ấy, và các bạn có thể tính ra cái lượng protein này, lượng carbs mà chúng ta cần nạp vào. Và cuối cùng là chất xơ, rau. Và mình không bao giờ tính calo, kể cả khi mình đang chuẩn bị siết mỡ xuống như thế này. Và mình cố gắng này, mua thật nhiều loại rau, ăn nhiều loại rau càng tốt, để gọi là vừa tăng cái gia vị của bữa ăn của mình, cũng là vừa trang điểm, trang trí thêm cho cái món ăn ấy. Chúng ta phải ngon mắt nữa chứ, rồi chúng ta mới ngon miệng được đúng không? Và tại vì nha, mình ăn 6 bữa một ngày này, và 3 bữa đầu của mình ấy là chỉ có tinh bột thôi. À, ý là 3 bữa đầu của mình là có tinh bột, còn 3 bữa sau là mình sẽ không có tinh bột. Vậy nên là chỉ có thịt và rau, nên là mình càng cố gắng ăn càng nhiều rau càng tốt. Và ấy, khi mà chúng ta ăn càng nhiều rau như thế thì cơ thể của chúng ta lại phải đốt calo để tiêu hóa nó. Mà cái lượng calo đến từ rau nó rất ít, nên ăn nhiều rau như thế nó sẽ đóng góp vai trò rất quan trọng trong việc chúng ta siết mỡ xuống như này. Và như mình nói với các bạn như lúc nãy ấy, thì là khi chúng ta tập này, cái mục tiêu của chúng ta là tập để giảm cái lượng mỡ mà chúng ta nhúc trong người, chứ không phải là chúng ta lại phải mất công tập để trừ đi cái lượng calo nạp vào từ chất béo mà chúng ta nạp vào. Nên là khi mà mình tập ấy, khi mình giảm mỡ này, mình sẽ hạn chế tối đa cái việc rán này, hoặc là kể khi mình có rán ấy thì mình chỉ dùng những cái loại dầu ăn dạng xịt như là đây này, dầu palm đây, thì nó sẽ hạn chế tối đa cái lượng chất béo mà mình nạp vào. Và đặc biệt là mình sẽ luôn luôn tránh cái loại chất béo là chất béo bão hòa. Còn với những cái bạn mà muốn nạp chất béo vào người để tăng cơ này, hoặc là gọi là để cân bằng cái lượng hormone trong người bạn ấy, thì chúng ta nên sử dụng những cái nguồn chất béo tốt cho cơ thể như là quả bơ này, avocado, hoặc là peanut butter, bơ lạc. Và nguồn thông tin của nó ấy, thì mình có để dưới đây, thì các bạn có thể thấy được cái chỉ số macro của nó. Và cuối cùng nữa đó là nước. Nước là một thành phần tố quan trọng cho chúng ta đấy, tại vì 70% của cơ thể của chúng ta là nước. Mà cộng thêm ấy, khi các bạn tập rất là nhiệt, các bạn tập cố gắng để giảm mỡ ấy, thì cái lượng nước của chúng ta trong người mất đi rất là lớn, và nó cần một lượng nước bù rất lớn. Và một ngày ấy, thì mình thường uống tầm 1 gallon này. 1 gallon như thế này thì là 3,75 lít. Đấy, ngoài việc là giúp chúng ta bù nước này, nó giúp cho chúng ta có thể gọi là không bao giờ bị nhiệt ấy. Như mình này, mặt này không bao giờ bị mụn nữa, thấy không? Nên là
rất là quan trọng. Các bạn đừng bao giờ quên uống nước cả. Bổ sung cho mình một lượng nước đầy đủ để chúng ta có thể sẵn sàng cho các bài tập khắc nghiệt. Và như các bạn có thể thấy đấy, mình mua rất là nhiều này, cũng tốn khá khá đấy. Nhưng mà nếu chúng ta tính ra từng bữa ấy, để so sánh với ăn hàng thì đương nhiên nó sẽ rẻ hơn rất nhiều, mà lại đầy đủ chất dinh dưỡng và các macro mà chúng ta cần nạp nữa. Vậy là đã xong cái ngày đi chợ đầy mẻ nhọc của chúng ta. Và như các bạn thấy thì mình đang ở cái ổ chuột của mình. Mình thực sự rất mong cái video này nó giúp ích được rất nhiều cho các bạn trong cái việc là chúng ta nên đi chợ này. Chúng ta chọn những nguồn thức ăn nào tốt nhất để xây nên cái chỗ ăn phù hợp với cái chế độ tập luyện của chúng ta, cũng như là làm sao cho chúng ta có thể có một buổi đi chợ thật là hữu ích qua những cái tips của mình đã cho các bạn. Và một lần nữa, nếu các bạn thấy video này có ích thì hãy follow fanpage của mình này, cũng như là Facebook này hay là Insta, và subscribe YouTube channel để nhận thêm những video tiếp theo nhé. Cheers!